Xin chào, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến một chủ đề mà đang rất nhiều người hỏi mình khi mà mình làm YouTube, đó là tại sao sau khi lăn kim thì họ lại bị mụn nhiều hơn và có nên sử dụng phương pháp lăn kim để điều trị mụn hay không. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình là Phương Mai, hiện nay mình đang là giám đốc chuyên môn tại Bivita Spa and Cosmetics. Ngoài ra thì mình còn là giảng viên của bộ môn điều trị mụn, khoa chăm sóc da của hệ thống thẩm mỹ Polyk Beauty của trường cao đẳng FPT. Khi mà mình làm YouTube thì mình thường hay chia sẻ đến cái việc mà các kỹ thuật, các phương pháp điều trị tại spa, và mình hay chia sẻ liên quan đến vấn đề điều trị mụn. Thì có một câu hỏi mà rất nhiều người đang hỏi mình, tại sao sau khi lăn kim thì họ lại bị mụn nhiều hơn, và có nên sử dụng phương pháp lăn kim để điều trị mụn hay không. Mình xin nhắc lại, đó là lăn kim là một cái kỹ thuật để đưa cái sản phẩm điều trị mụn vào trong da của các bạn thôi. Thay vì các bạn thoa trên bề mặt da thì nó sẽ không thẩm thấu được nhiều, nên là chúng ta lăn kim để tạo ra cái cơ chế kích thích tăng sinh collagen, cũng như là cái cơ chế kích thích cái tế bào da được sản sinh ra nhiều hơn, quá trình thay da sinh học được thúc đẩy nhanh hơn và sản phẩm nó sẽ thấm sâu vào da của chúng ta nhiều hơn. Nên là khi mà chúng ta lăn kim để điều trị mụn thì đặc biệt quan tâm đến cái việc mà cái sản phẩm, cái tinh chất chúng ta sử dụng trong cái quá trình lăn kim và trước và sau khi mà chúng ta lăn kim là gì. Chúng ta sẽ không sử dụng các loại tế bào gốc, mình xin nhắc lại là không có một tế bào gốc nào được sử dụng trong quá trình điều trị mụn, vì nó sẽ nuôi cho mụn phát triển nhiều hơn. Chẳng qua thì người ta gọi một cái tên gọi tế bào gốc để cho mọi người dễ nghe thôi, vì ở thị trường Việt Nam thì người ta quen dùng cái từ đó rồi. Chứ thật chất ra những cái tinh chất sử dụng trong quá trình lăn kim điều trị mụn thì thường nó là các loại mỹ phẩm, nó sẽ có tính kháng sinh, kháng viêm để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn. Nên là các bạn sẽ lưu ý, khi mà chúng ta lăn kim thì bắt buộc chúng ta cần phải quan tâm đến cái sản phẩm dùng trong quá trình lăn kim và sau khi mà các bạn lăn kim về nhà, ít nhất là trong vòng 10 ngày khi mà da của chúng ta đang có cái quá trình thay da sinh học. Có một số bạn thì đến cơ sở thẩm mỹ lăn kim và họ nói là họ chỉ lăn kim thôi, họ không có sử dụng một cái tinh chất nào khác, và họ không có một cái chế độ chăm sóc da đặc biệt nào, thì thật sự là đó là rất là lãng phí. Vì bạn làm, bạn mở một cánh cửa và bạn chẳng cung cấp gì cho da của các bạn thì nó không có ý nghĩa gì cả. Nên là nếu mà chúng ta lựa chọn lăn kim là một cái phương pháp điều trị thì chúng ta sẽ tuân thủ tuyệt đối những hướng dẫn, những chỉ định của những người người ta thực hiện cái việc lăn kim cho da của chúng ta. Quay lại cái câu hỏi đó là tại sao lăn kim lại khiến da của bạn bị mụn nhiều hơn, thì mình sẽ chia sẻ ra nó, nguyên nhân nó sẽ xảy ra gồm hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên thì đó là có thể là do da của các bạn đang có nhiều mụn ẩn ở dưới da, nên là cái quá trình lăn kim nó sẽ kích thích cái quá trình thay da sinh học nó được diễn ra nhanh hơn. Bình thường thì cái chu kỳ thay da sinh học của chúng ta sẽ kéo dài khoảng từ 28 đến 30, 40 ngày tùy theo độ tuổi. Tuy nhiên thì khi mà các bạn lăn kim hoặc là các bạn sử dụng các biện pháp thay da sinh học thì nó sẽ rút ngắn cái quá trình này lại. Thay vì chúng ta cần 2, 3 chu kỳ thì cái mụn ẩn của chúng ta mới được đẩy lên, thì cái quá trình lăn kim nó sẽ đẩy nhanh hơn cái quá trình mà mụn ẩn ở dưới da nó được đưa lên trên bề mặt da. Nếu mà gặp cái tình trạng mụn ẩn này thì nó cũng sẽ rất dễ nhận biết thôi. Đó là những cái nốt, những cái nhân mụn nó trồi lên trên bề mặt da. Nếu mà các bạn có thể tự lấy tại nhà thì các bạn sẽ lấy. Khi mà chúng ta rửa mặt, chúng ta vệ sinh da mà chúng ta thấy mụn thì chúng ta có thể tự nặn. Tuy nhiên nếu mà những cái nốt mụn đó nó còn đang sâu trên bề mặt da thì mình khuyên các bạn đó là chúng ta hãy nên đến những cái cơ sở thẩm mỹ để họ có những cái kỹ thuật lấy mụn cho chính xác, để tránh những cái vấn đề đó là mụn lấy không đúng cách thì nó sẽ dễ bị thâm hoặc là dễ bị sẹo để lại. Còn một cái trường hợp thứ hai mà thường rất dễ gặp đó là sau khi lăn kim về nhà xong thì chúng ta sẽ hay gặp cái tình trạng là nổi mụn nước, mụn li ti, mụn nước li ti, có thể là có mủ trắng ở trong đó nữa. Cái tình trạng này thì gặp phổ biến có thể là do những nguyên nhân như sau. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là do khách hàng, cái người được thực hiện lăn kim, có thể là da của bạn đó thuộc loại da dầu quá nhiều. Thì thường sau khi mà lăn kim, đối với những người da dầu nó cũng rất dễ gặp tình trạng là nổi mụn đầu trắng, mụn có mủ li ti trên bề mặt da. Cộng thêm cái việc mà da của các bạn ở nhà các bạn có thể là làm sạch chưa đúng cách hoặc là chưa đủ, nên là dẫn đến cái tình trạng mụn đó. Hoặc cái nguyên nhân cũng khá là phổ biến đó là trong cái quá trình mà lăn kim thì cái người kỹ thuật viên đã không có đảm bảo cái việc vô khuẩn. Vô khuẩn ở đây bao gồm những dụng cụ lăn kim, cây kim lăn, bao tay, khăn rửa mặt, hoặc là những cái dụng cụ nhỏ nhỏ được sử dụng suốt trong quá trình họ thực hiện liệu trình, họ đưa lên trên bề mặt da của khách hàng. Nên là nếu mà gặp cái tình trạng mụn nổi li ti, mụn nước
hoặc là mụn có mủ trắng thì chúng ta sẽ thường quy vào nó là cái nguyên nhân vấn đề vệ sinh da thôi. Nếu mà gặp cái tình trạng mụn này thì sẽ có một lời khuyên đối với các bạn là nếu mà bị nhẹ thì chúng ta sẽ có thể tự xử lý tại nhà bằng cách là chúng ta ra tiệm thuốc, chúng ta mua những loại cồn Bovidin hay còn gọi là cồn đỏ, chúng ta sẽ về chúng ta lau mặt bằng những cái loại cồn đó. Sau khi mà lau bằng cồn Bovidin xong thì chúng ta sẽ lau lại bằng nước sạch. Nước sạch ở đây các bạn có thể sử dụng nước đun sôi để nguội hoặc là nước đóng chai để làm sạch da của chúng ta thêm. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những tinh chất được chỉ định cho việc lăn kim điều trị mụn. Và cái việc này thì nó sẽ kéo dài khoảng 5 đến 5 ngày đến 1 tuần thì nó sẽ giảm dần giảm dần, nên các bạn cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nặng hoặc là những mảng mụn mủ, mụn nước, mụn mủ ở diện rộng thì một lời khuyên của mình đó là chúng ta nên tìm đến các chuyên gia về da liễu để họ có những chỉ định chuyên sâu hơn, vì có thể là bạn bị nhiễm trùng ở một cái diện tích khá lớn thì nó sẽ có thể làm cho da của các bạn hoại tử hoặc là bị viêm nhiễm sâu, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là da của chúng ta bị tăng sắc tố hoặc là bị sẹo lõm sau khi mà các bạn thực hiện lăn kim mà đảm bảo vệ sinh không có tốt. Nên là mình cũng lưu ý đối với các bạn kỹ thuật viên đó là nếu mà đã thực hiện lăn kim thì các bạn phải thật cẩn thận trong vấn đề vô khuẩn vô trùng, dụng cụ chỉ được sử dụng một lần và hướng dẫn thật kỹ khách hàng cách chăm sóc da tại nhà sau khi lăn kim. Trên đây là những chia sẻ của mình mà mình thường gặp trong quá trình mà mình chăm sóc, mình điều trị cho khách hàng bằng phương pháp lăn kim, thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người những cái kinh nghiệm đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.